nhạc viên nào. Em không thích thiệt Viva, em chỉ có hứng và đã bỏ chưa được guitar ha. Em chỉ muốn định vị lại cái thương hiệu của mình bằng một cái tên gì đó ngắn gọn. Hiện tại thì bây giờ Subin đang nằm trong công ty của Space Speakers. Và trước đây thì mọi người quen với cái tên nó khá là dài là Subin Hoàng Sơn. Nhưng hiện tại thì Subin chỉ muốn cái tên của mình được rút ngắn lại để nó được gọn gàng và mọi người nhớ về mình dễ hơn. Nên Subin quyết định chỉ để là Subin thôi. Thực sự tất cả những cái bài hát cũ nó đều có những cái kỷ niệm đối với Subin và Subin luôn luôn trân trọng những cái sản phẩm trước đây của mình. Nhưng khi mà mọi người nhìn vào cái đường đi và cái chiến lược của những nghệ sĩ nước ngoài á, thì mọi người có thể để ý là mỗi một lần nghệ sĩ của họ ra những cái sản phẩm mới và những album hay là EP mới thì họ luôn luôn đi quảng bá và chỉ hát những cái bài hát mới thôi. Thì Subin cũng muốn như vậy. Subin cũng muốn tiếp cận với khán giả bằng những cái hình ảnh và âm nhạc mới, cho nên không muốn khán giả bị confused, nhầm lẫn giữa những bài hát cũ và một hình ảnh Subin mới. Cho nên là Subin muốn tập trung vào cho cái project này được đến gần với khán giả hơn, nên là có lẽ là Subin sẽ tạm gác không hát những bài cũ nữa. Bài hát này là một bài hát ăn chơi. Nó thật là một bài hát ăn chơi, mình cũng không quá nên đặt nặng về vấn đề ý nghĩa của nó làm gì cả, tại vì nó là một bài hát về một người đàn ông trưởng thành ăn chơi và nó không có nhiều meaning về cái vấn đề về xã hội lắm, nên mọi người đừng bị suy nghĩ quá nhiều về vấn đề về nam nữ cũng như là xã hội ở trong đó. Thì đấy là cái mà Subin muốn nói. Anh BG có một chút gì đó bụi và phong trần men và bad boy một chút. Còn Subin thì có thể là bóng bẩy hơn, rồi phong cách hiện đại hơn, có thể thiên hướng về perform nhiều hơn. Nếu như em được so sánh với cả Usher, thần tượng của em, thì em hoàn toàn vui luôn. Thực sự là nói vui vậy thôi chứ em nghĩ là trong một cái thị trường âm nhạc ấy, thì sẽ chắc chắn là không tránh khỏi cái sự so sánh. Và cái sự so sánh đấy, nếu như nghệ sĩ người ta tiếp nhận theo một cách tích cực thì họ sẽ coi như đó là một cái động lực để họ chứng minh bản thân nhiều hơn. Còn nếu như mà đó là một lời tiêu cực thì có lẽ là nó sẽ đánh vào tâm lý rất nhiều và khiến cho người nghệ sĩ đấy cảm giác như thui chột và không biết tìm cái hướng đi nào khác. Ai cũng có tài hết, anh Bin G hay Sơn Tùng MTP hoặc là rất là nhiều, ví dụ Eric hoặc là những nghệ sĩ khác đều có khả năng vươn ra thế giới rất là nhiều. Thực sự là phải nhìn nhận thực tế là hiện tại là Subin bây giờ đã 28 tuổi rồi. Và cái khoảng thời gian mà mình cống hiến chắc cũng được 5-6 năm để mà để trên một cái lúc sung sức nhất, khoảng 5-6 năm nữa. Thì Subin muốn là mình tìm về được cái bản ngã của mình, là ngày xưa là một chàng trai cũng khá là ham chơi và cũng từng trải trong chuyện tình yêu, rồi cũng nghịch ngợm và cũng rất là sôi nổi. Còn đến bây giờ thì Subin cũng hơi rất là khó để có thể biến mình có thể dễ thương được nữa, tại vì nó hơi bị lệch so với cái tuổi tác của mình. Nên là cái hướng đi mà Subin muốn là khán giả hãy nhìn nhận Subin trưởng thành hơn và tự tin hơn. Cái phương châm về chuyện tình cảm của Subin ấy, nó có thể khác với nhiều người, đó chính là Subin thấy là cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất ấy chính là giữ được cái sự tinh khiết trong tình yêu của mình mà chỉ riêng mình và người đó được biết. Còn một khi mà cái câu chuyện tình cảm của mình nó được phơi bày ra bên ngoài thì nó sẽ có mặt lợi và mặt hại của nó, bao giờ cũng vậy. Tin mạn phép tất cả mọi người là cho Subin được giữ kín, vì đó là một cái gì đấy nó mang tính cá nhân nhất của một con người. Chuyện tình cảm có bạn gái và người ta, em cũng không biết là bằng cách nào mà khán giả họ tìm được info của cô gái đó và họ lên mạng họ post hình từ gia đình cho đến những người xung quanh, bạn bè của cô gái đó lên, rồi họ bình luận bình phẩm, rồi họ nói về quá khứ của cô ấy, rồi họ
họ nói những cái điều rất là không hay với cô gái đó, mà đó là điều em rất là bực mình. Khoảng thời gian đó thì mọi thứ nó còn cái gì nó cũng mới, mà bây giờ hiện tại như bây giờ Subin đang làm thì mình có cả một ekip hùng hậu, cũng như là có những người cho Subin được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là ý tưởng. Thì trước đây thì Subin chỉ có Subin và anh quản lý là hai anh em đều nghĩ ra tất cả mọi thứ, nhưng hiện giờ thì có đông người hơn thì cái sự chuẩn bị nó kỹ lưỡng hơn thôi. Có viết được bài gì hay không thì gửi cho anh hát với. Thì Tiên bảo là, Tiên lúc đấy là cũng lười rồi, Tiên chả viết bài gì mới, xong Tiên bảo là anh thử lục xem mấy bài em thu demo ở nhà anh xem có bài gì hay thì anh hát thử xem. Thì trong một vài những cái demo mà Tiên gửi thì có một bài hát mà có câu cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Thì bài hát đó là gây ấn tượng mạnh nhất với Subin, nên Subin mới bảo Tiên là em ơi anh hát thử bài này được không. Thì ngay từ cái bản thu demo đầu tiên mà Subin gửi một chỉ đệm piano không ấy, gửi cho Tiên, thì Tiên bảo anh ơi chắc chắn là phải làm bài này rồi. Phía sau một cô gái là về MV thì là em lại là người tự tìm ekip quay ở Hà Nội đó. Ra Hà Nội quay cái đấy em cũng không rõ nữa, nó cũng như kiểu là một cái dớp ấy. Em thấy nó buồn cười lắm ấy, tại vì mình nói mọi người không tin. Thực sự là hiện tại trên bản mặt của em bây giờ thì ngoài đôi mắt là trước em bị sụp mí, là em có phải đi làm lại cái mí để cho nó không bị, mắt em nó không bị sụp nữa. Tại vì mắt em nó chỉ được nhìn được có nửa con mắt thôi, trước đây là em chỉ nhìn được nửa con mắt. Tại vì cái mí ở trên của em nó bị sụp rất là nhiều. Em là có hai mí nhưng mà nó lại bị sụp quá thành có một mí. Và ngoài ra mũi và cằm thì em không hề sửa một tí nào cả. Đấy, và cuối cùng là mình bị một khoảng thời gian mình cũng hơi stress về cái vấn đề đấy. Nhưng mà mọi người không hiểu mình thì mình cũng không cần giải thích. Thực sự, tại vì em... Đấy, chính vì cái lúc đấy cái tôi của mình nó giấu kín quá nhiều, mình không lên tiếng nhiều. Cho nên là đến bây giờ thì em có thể tự do em nói ra những cái thứ đấy, em cảm thấy rất là nhẹ nhõm và thoải mái.